gửi lời chào đến các em học sinh trường trung học phổ thông Ngô Thị Nhiệm. Về thầy sẽ trả lời trước cái câu hỏi của em thì ngành nông nghiệp ô tô là một ngành phải nói là ngành hàng đầu của trường sư phạm đúng không? Và cũng là một trường là một ngành rất nổi tiếng của trường ở khu vực phía Nam. Thì năm trước thì ngành này là ngành lấy điểm cao nhất của trường và cả phía Nam. Thì khi tốt nghiệp ngành này thì các bạn sẽ được làm ở những vị trí như là nhân viên kỹ thuật của những cái công ty sản xuất ô tô, những nhà máy trong các xưởng. Thì như các bạn thấy trong những năm qua thì cái thị trường về ô tô đang phát triển rất mạnh và nhu cầu của chúng ta về ô tô càng ngày càng lớn. Do đó khi nhu cầu đào tạo về con người để hiểu biết về ngành ô tô thì càng lớn. Về cái phương thức tuyển sinh thì về chung ngành ô tô cũng giống như 41 ngành khác trong trường sư phạm kỹ thuật thì được tuyển sinh qua 3 phương thức. Thứ nhất là theo dạng tuyển thẳng, thì dạng thứ hai là dạng theo học bạ, dạng thứ ba là theo kỳ thi trung học phổ thông, kỳ thi trung học phổ thông. Thì đối với tuyển thẳng thì năm nay nhà trường đã điều chỉnh rất tốt với cái phần trăm lớn hơn rất nhiều so với năm trước và nó mở rộng hơn theo từng đối tượng chứ không còn là lấy chung chung như trước nữa. Tại vì như các bạn biết qua cái đợt dịch vừa rồi thì ngay cả tất cả các trường cũng bị áp lực. Thì nhà trường, trường sư phạm cũng là trường đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh và đã có những điều chỉnh rất phù hợp. Thì nếu như những bạn nào mà có nhu cầu biết thêm về ô tô cũng như ngành khác thì các bạn có thể tới lớp sau lưng bên tay phải các bạn thì thầy sẽ nói thêm. Về thầy xin phép nhà tiếp xúc để nói thêm về trường thì trường sư phạm cũng là trường kỹ thuật hàng đầu phía Nam và được thành lập 57 năm. Chương trình đào tạo đã được đổi mới rất nhiều, 132 tiến trị với 14 ngành trong số 41 đã được kiểm định thuộc khu vực, đồng nghĩa với việc rằng các bạn tốt nghiệp ra các bạn có thể đi làm được ở tất cả các nước ở khối Đông Nam Á. Về chương trình đào tạo thì theo hướng ứng dụng tức là bạn học xong là ra làm được việc ngay, không học theo hướng hàng lâm. Trong chương trình đào tạo bạn được học rất nhiều môn thực hành thí nghiệm và đi thực tập ở những doanh nghiệp lớn thì cơ hội việc làm của bạn sẽ rất là lớn. Những bạn nào mà muốn biết thêm thì có thể theo dõi chương trình thêm với thầy tại đài tuyển sinh. Lời cuối cùng xin phép được chúc các bạn sức khỏe và lựa chọn đúng ngành nghề của mình sẽ có được cơ hội việc làm cao sau khi tốt nghiệp. Xin cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn.